Hello, hello. Xin chào các bạn. Để đến với Thuần Cap đầu ngày hôm nay, chúng ta lại gặp nhau rồi các bạn sau hai ngày vắng mặt. Và thật ra hôm nay đó là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 8 giờ tối tại Cali các bạn. Và Việt Nam này các bạn đã bước qua ngày thứ ba rồi và hôm nay vẫn là ngày lễ Hoa Kỳ. Cuối tuần này là ngày lễ Memorial Day các bạn, cho nên là lễ rất là lớn. Chúng ta cũng không có thấy nhiều tin tức lớn ở trên thị trường. Nói chung, chúng ta cũng có một tin tức lớn mới xảy ra cách đây khoảng chừng là hơn một tiếng đồng hồ. Thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn. Cuối tuần qua đó chúng ta cũng có một vài thông tin nổi bật thùng đã chia sẻ trên những mạng xã hội tôi sẽ cố gắng chia sẻ những tin tức đó trong video này với các bạn nhưng mà thùng cũng lái xe cả ngày cho nên hôm nay sẽ là một cái video nó ngắn hơn và chúng ta cũng sẽ cùng nhau chung bình giá account demo tuần này xem coi là tới đâu rồi các bạn và chúng ta cũng nhìn thấy được là giá của Bitcoin đây hiện bây giờ là 68.310 Chúng ta đang thấy là giá đã có một cái sự giảm xuống đột ngột Sau khi mà hồi sáng này đây, chúng ta thấy được giá cũng đã có cái sự tăng trưởng đột ngột Lên tới cái mức là 70.600 đô của bạn rất là nhanh chóng luôn Giá cuối tuần này đó, nó cũng đâu đó khởi chừng là 68-69.000 đô Rồi sau đó tăng lên tới hơn 70.000 đô Bây giờ chúng ta trở về cái mức là 68.000 đô Thì trên căn bản giá nó cũng cỡ đó mà thôi các bạn chúng ta có thể zoom ra và các bạn thấy được là giá đó cuối tuần này từ thứ sáu tới bây giờ thì cũng như vậy không có thay đổi quá nhiều chúng ta nhìn cả thị trường crypto ra các bạn nhìn thấy được vốn hóa bây giờ thì cũng khoảng chừng là 2,7 nghìn tỷ cũng không có thay đổi nhiều nhưng mà trong vòng 24 giờ qua nên thì lại có nhiều cái sự dao động mạnh các bạn tăng mạnh rồi lại giảm mạnh về tăng mạnh thật ra chúng ta cũng không có tin tức gì lớn dẫn đến sự tăng trưởng sau khi mà chúng ta giá bị hồi đi từ 68.300 đô lên thẳng tới cái mức là 70.600 đô đâu chỉ có một vài tin tức tốt nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng trực tiếp đối với giá cả ngay bây giờ nhưng mà về giảm trong thời gian khoảng chừng là 3 tiếng đồng hồ qua thì lại liên quan tới một thông tin đó chính là liên quan tới sàn Malgox các bạn thu sẽ dành thời gian đầu video để mà nói về Malgox trước rồi chúng ta sẽ nói thêm về những thông tin ở bậc khác trong video này thì trước hết các bạn nên thấy được Arkham Intel đã chia sẻ là Wow, đã có một cái động tĩnh liên quan tới ví của sàn Malgox Thì sàn Malgox này là một cái sàn mà đã bị hát năm xưa các bạn Chúng ta thấy được là Malgox là một cái sàn giao dịch Bitcoin của trụ sở tại Shibuya, Tokyo, Nhật Bản Ra mắt vào năm 2010 các bạn Đây là sàn có thể nói là sàn lớn đầu tiên trên thế giới Và cái lúc mà thời đỉnh điểm đó sang Malgox này xử lý hơn 70% của tất cả giao dịch Bitcoin trên toàn thế giới. Các bạn thấy được là cái sàn này nó, nó xử lý tới 70% giao dịch Bitcoin và các bạn nên biết là năm 2010, 11, 12 đó thì trên căn bản chưa có Bitcoin mà thôi. Có nghĩa là đây hầu như là sàn duy nhất mọi người sử dụng. Nhưng mà đáng tiếc các bạn, đáng tiếc là sàn này đã bị hát rất là nhiều Bitcoin luôn và khiến cho sàn này phá sản vào năm 2014 các bạn. Có nghĩa là cách đây khoảng chừng là 10 năm. Sau đó đó thì một phần mà bị hát đã được tìm lại được và trong 10 năm qua các bạn năm nào chúng ta cũng nghe nói tới là cái số Bitcoin đó sẽ sắp sửa được trả cho nạn nhân năm nào cũng vậy hết và thùng làm YouTube đã 7 năm rồi các bạn năm nào chúng ta cũng nói tới Magox và hôm nay đây cái thông tin khiến cho mọi người đột ngột lo lắng cũng không gì khác hơn đó chính là liên quan tới Magox tại vì chúng ta thấy có những cái trang web như là Arkham Intel thì họ theo dõi những địa chỉ ví và trong đó có địa chỉ ví của Magox thì đột ngột sau nhiều năm chúng ta đã thấy được là có một cái số lượng không nhỏ Bitcoin được di chuyển. Các bạn nhìn thấy được là trong vòng khoảng chừng là hơn 2 tiếng đồng hồ qua đó đã có hơn 12.000 các bạn, chính xác hơn là khoảng 12.240 BTC, những nơi đáng giá khoảng chừng là 840 triệu đô la đã được di chuyển nhưng mà tới một địa chỉ bí khác. Các bạn thấy được là thị trường lo lắng á, bây giờ đó chính là cái số BTC này có phải được di chuyển đi mà bán hay là không? Trên căn bản đó chúng ta vẫn chưa có thể xác nhận chúng ta chỉ biết là cái số lượng Bitcoin này được di chuyển qua một cái ví khác các bạn chứ không phải là di chuyển lên cái ví sàn nhưng mà chỉ bao nhiêu đó thôi đã khiến cái thị trường có cái sự lo lắng rồi và chúng ta cũng đã biết cái thông tin là Mao Gox phải trả cho các nạn nhân 142.000 Bitcoin và 143.000 Bitcoin Cash trước ngày 31 tháng 10 năm 2024 này sau 10 năm bị hát thì như bà sẽ nói là nhưng mà 10 năm trước làm sao mà có Bitcoin Cash được thì đơn giản thôi tại vì cái số lượng Bitcoin này đã được thu lại rồi rồi sau đó chúng ta có cái hard fork cái nội chiến Bitcoin năm 2017 đó khiến cho chúng ta có Bitcoin trên Bitcoin Cash thì đương nhiên cái số lượng Bitcoin Cash này cũng thuộc về nạn nhân luôn. Các bạn thấy được là trong vòng 7 năm qua đã thường đã làm vô số những cái video và chia sẻ rất nhiều thông tin. Chúng ta hãy xem một bài viết đi, bài viết này thường đã chia sẻ vào tháng 7 của năm 2022. Nghĩa là đâu đó khoảng trình cách đây 2 năm các bạn và năm đó cũng là năm mà chúng ta nghe nhiều cái tin đồn là sẽ trả tiền các bạn nhưng mà cũng không trả tiền trước đó chúng ta cũng nói tới Mount gót rất là nhiều nhưng mà dành cho những bài nào mà mới đến kênh hay là mới đến thị trường thường sẽ chia sẻ tóm tắt với các bạn những gì xảy ra ngoài việc mà các bạn đã biết là mọi người chủ yếu lo lắng là cái số lượng bitcoin này sẽ được trả rồi người ta sẽ bán lên trên thị trường thì lúc đó sẽ khiến cho giá xuống thì đó là tin tức các bạn nên quan tâm nhưng mà đối với nơi các bạn không nên lo tại vì sao để thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn và chúng ta bây giờ hãy trở lại lịch sử đi thì cuối năm 2006 các bạn lập trình viên Jeff McCallum đã nghĩ đến việc xây dựng một trang web cho người dùng dịch vụ trò chơi thẻ bài Dựa trên giả tưởng Magic Thì các bạn nên biết là cái sàn này đó mới đầu không phải là được tạo ra cho giao dịch Bitcoin đâu Trước đây đó là một cái trung tâm online để mà chơi cái game thẻ bài Magic the gathering online để họ giao dịch các thẻ Magic à, Các bạn thấy được đây là cái bắt nguồn từ cái từ Malgox Tại vì đó là viết tắt của từ MTGOX Vào tháng 1 năm 2007 đó thì Jeff mua lại tên miền Malgox.com Viết tắt của chữ Malgox The Guardian Online Exchange và dịch vụ này hoạt động trong khoảng 3 tháng trước khi mà Jeff chuyển sang các dự án khác. Và năm 2009 thì Jeff McCullough đã sử dụng lại tên miền này để mà quảng cáo cho trò chơi bài là The Far Wilds của mình vào tháng 7 năm 2010. McCulloch đọc về Bitcoin ở trên cái trang web Slashdot và quyết định rằng cộng đồng Bitcoin cần một sàn giao dịch để giao dịch Bitcoin với các loại tiền tệ thông thường nghĩa là giao dịch trực tiếp, tiếp với loại tiền của ngân hàng đó các bạn thì vào ngày 18 tháng 7 Malgox đã ra mắt dịch vụ trading Bitcoin trên cái tên miền Malgox.com vào tháng 3 năm 2011 đó, thì Jeff McCulloch đã bán trang web này cho một nhà phát triển người Pháp có tên là Mark Capellas, người cũng đang sống ở Nhật Bản thời điểm đó. Thì Jeff McCallop đó sau đó làm gì các bạn? Cái tên này nghe rất là quen, tại vì sau đó đó Jeff McCallop cùng với là Trish Larson đã lập ra công ty Ripple. Sau đó hai bên bất đồng thì Jeff Bezos mới rời khỏi Ripple và tạo ra Stellar, cho bạn. Đồng XLM hiện bây giờ thì đó là cái lịch sử cơ bản của sàn Maogos và như thường đã chia sẻ đó, Maogos đã xử lý hơn 70% của tất cả giao dịch Bitcoin trên toàn thế giới tính tới đầu năm 2014 khi mà sàn này đột ngột ngừng hoạt động và nói là bị hack mất hàng trăm nghìn BTC và có thật sự bị hack hay không nó vẫn là một dấu chấm hỏi, các bạn và có rất là nhiều những thuyết âm mưu và nhất là cái lúc lúc mà có tin đồn là cái sàn này đã mất tính thanh khoản thì các bạn có biết ai đã đứng lên để mà kêu gọi mọi người đừng có lo sàn này vẫn ổn đó chính là không ai khác hơn là một trong những người mà sáng lập cái đồng Bitcoin Cash Roger Ver đó các bạn và mau góc cho biết lúc đó đó họ đã mất gần 750.000 Bitcoin của khách hàng khoảng 100.000 bịch kho của chính sàn của họ và tổng cộng đó là khoảng 7% của tổng số Bitcoin lúc đó trị giá thời điểm đó nó chỉ là 473 triệu đô la mà thôi các bạn. Đây là năm 2014. Cái con số này nó tính tới hàng chục tỷ đô la bây giờ rồi các bạn. Và vào tháng 2 năm 2014 đó thì Maogox đã tạm ngừng giao dịch đóng cửa trang web và dịch vụ, đồng thời nộp đơn xin bảo hộ phá sản từ các chủ nợ. Vào tháng 4 năm 2014, công ty bắt đầu thủ tục thanh lý. Mặc dù là 200.000 bitcoin đã được kiếm có kể từ thời điểm đó, Lý do biến mất là do trộm cắp gian lận hay là vì cái sàn quản lý yếu kém hoặc là sự kết hợp của những thứ này vẫn không rõ ràng tới ngày hôm nay. Cái nạn nhân thì vẫn đang chờ để mà được trả lại một phần Bitcoin từ năm 2014. Quá trình này kéo dài đến bây giờ do thủ tục pháp lý ở Nhật Bản các bạn. Đó là những cái thông tin lịch sử về một cái sự kiện cực kỳ lớn trong lịch sử của Bitcoin. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái phần mà nhiều bạn quan tâm đi. Cái số tiền được trả lại là bao nhiêu và các bạn có nên lo lắng hay là không. Cái số Bitcoin được trả lại tính tới năm 2000 22 đó là khoảng chừng 150 000 Bitcoin vì 50 000 Bitcoin đã được xử lý trước đó rồi các bạn thấy được là tuy phần lớn những nạn nhân vẫn chưa nhận lại được nhưng mà có một số những nạn nhân hay là một số những cái lý do họ đã chi tiêu một phần của số lượng Bitcoin này rồi và tính cho tới thời điểm này đó thì các bạn thấy được là con số chỉ còn có 142 000 BTC mà thôi với lại con số lớn các bạn không hề nhỏ và con số này đã tính tới bây giờ thì ít hơn là công ty MicroStrategy nhưng mà con số cũng không hề nhỏ cho nên nhiều bạn lo lắng cũng dễ hiểu nhưng mà có vài điều tôi muốn chia sẻ với các bạn thứ nhất đó là ngày giờ trả lại con số này đó cũng không rõ ràng các bạn các bạn thấy được là mỗi năm đều có cái ngày mà người ta đồn là sẽ được trả tính tới bây giờ đó thì vẫn chưa trả bao nhiêu hết và các bạn thấy được là khi mà trả lại cái số bitcoin này đó thì trả cứ một lúc hay là theo đợt thì năm 2022 chúng ta chưa biết rõ nhưng mà chúng ta đã biết rõ rồi họ sẽ trả theo đợt các bạn có nghĩa là trả từng chút từng chút một tùy theo là những cái đơn mà họ nhận được từ những cái nạn nhân chứ không phải là trả cứ một lúc sau khi nhận được cái số lượng bitcoin này đó thì đương nhiên có người sẽ ho đồ của người sẽ bán đương nhiên những người mà sẽ ho đồ họ bán sau này đó cái đó chúng ta cũng không quan tâm nhiều nhưng mà nhiều bạn sẽ lo lắng cái số lượng người sẽ bán đó nó sẽ là bao nhiêu thì không ai biết được đó các bạn khi nào họ trả mới biết được nhưng mà đối với cái số người muốn bán cũng không có nghĩa là họ sẽ bán cùng một lúc giống như là bây giờ các bạn nhận lại bitcoin đi các bạn muốn bán nhưng mà cũng không nghĩa là tất cả mọi người nhận bitcoin họ sẽ cùng nhà bán một lúc họ cũng sẽ bán theo cái thời điểm thích hợp của họ và trong số người muốn bán đó cũng sẽ có người mà có nhiều bitcoin họ sẽ muốn bán thông qua sàn OTC các bạn tại vì bán qua sàn otc sẽ có giá tốt hơn là nếu như bán trên sàn spot tại vì trên sàn spot các bạn bán số lượng lớn đó, thì càng bán giá sẽ càng xuống và có một số người họ sẽ lựa chọn là nhận tiền luôn chứ không có nhận bitcoin thì đương nhiên cái đơn vị mà quản lý cái số tiền này họ sẽ liên hệ với sàn OTC để mà bán và tin thì bây giờ đã khác năm 2022 rồi năm 2022 đây thuận đã nói với các bạn là bạn có nên quan tâm hay là không thì câu trả lời là yes bạn nên quan tâm các bạn tại vì đây là cái sự kiện lớn nhưng mà có nên lo hay không đó thì cũng không cần phải quá lo lắng đâu tại vì chúng ta đã có thêm một yếu tố nữa đó chính là những cái quỹ Bitcoin Spot ETF các bạn đó là những cái đơn vị mà họ thu mua thông qua sàn OTC chúng ta đã có thêm một cái nguồn thu bây giờ rồi và thêm vào đó đó có rất nhiều yếu tố chúng ta không biết hiện tại nhưng mà nếu nói cái số nó bitcoin này đều sẽ được bán hết và cùng một lúc đó thì khả năng này nó cực kỳ thấp luôn và chúng ta nên nhớ đây là những nạn nhân của vụ hát chứ không phải là một cá voi muốn làm giả thị trường nhưng mà cái lý do quan trọng nhất tại sao các bạn nên quan tâm mà không nên lo lắng tại vì cái sự kiện này nó sẽ diễn ra cho dù bạn thích hay là không thích nhưng mà cái sự kiện này sẽ chỉ diễn ra có một lần mà thôi sau khi những nạn nhân lấy được cái số lượng bịch khôi và họ bán thì sự kiện này coi như đã chấm dứt các bạn đây cũng không hẳn là một điều xấu cho thị trường đâu vì đã nhiều năm thị trường cứ luôn lo lắng về chuyện này các bạn các bạn có nghĩ đi năm nào chúng ta cũng nghe nói tin tức đi, Watergate và mỗi lần có tin tức liên quan tới God, thị trường lại bị ảnh hưởng trong thời điểm đó. Đương nhiên khi mà chúng ta thấy số lượng Bitcoin thực sự được trả về cho nhiều nạn nhân, họ bắt đầu bán thì sẽ có một cái lực bán trên thị trường. Điều này là dễ hiểu rồi, nhưng mà lực bán đó chỉ có một lần một màn thôi các bạn. Và sau đó đó cái sự kiện này coi như là không còn nữa. Chúng ta đã không còn cái đám mây đen nó cứ bao trùm thị trường này bao nhiêu năm qua các bạn mọi thứ nó sẽ rõ ràng hơn cũng giống như các bạn thấy được là khi mà Fed cứ đe dọa là tăng lãi suất khi mà tăng rồi đó thì không còn đáng sợ nữa lãi suất bây giờ đang ở mức rất là cao thị trường vẫn tiếp tục phát triển cũng giống như là chúng ta thấy được là Mao Gox cứ hù là sẽ trả tiền nhưng mà tới lúc trả rồi thì nó cũng sẽ không có còn đáng sợ nữa đâu các bạn chúng ta thực sự là muốn sự kiện này tới càng nhanh càng tốt để chúng ta bước qua được cái giai đoạn này ở trong lịch sử của Bitcoin và mọi thứ sẽ tiếp tục tiến tới mà thôi những gì chúng ta nói tới Mao Gox cũng là những những cái sự ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi các bạn nhưng mà ngày hôm nay cái tin tức chúng ta nhận được đã chỉ đơn giản là mao gót di chuyển cái số lượng là hơn 12.000 Bitcoin này qua một ví khác có phải di chuyển đây họ chuẩn bị bán hay làm gì đó chúng ta không biết nhưng mà cho dù họ chuẩn bị bán này nữa cũng không nghĩa là họ sẽ lên trên sàn Coinbase hay là Binance mà bán các bạn họ sẽ tìm cách bán thông qua sàn OTC tại vì trước đây đã có một lần đó họ bán trên sàn Spot rồi sau đó khi họ bán nó tôi nhớ là trong thời điểm đó giá trả số rất là nhiều tôi nhớ đó là năm 2018 hay gì đó và những nạn nhân và tòa án cũng đã cảnh báo Magox tại vì trách uh, nhiệm của họ là phải bán để mà giữ được cái mức giá chứ nếu như bán mà giá xuống thì nhà sẽ lấy lại được ít hơn và sau đó sàn Magox cũng đã hứa cái người mà quản lý cái số tiền này cũng đã hứa là sẽ bán thông qua sàn OTC và tìm nhiều cách khác nhau để chia ra để mà bán để không làm ảnh hưởng đến giá cả thì đợt này tôi nghĩ nó cũng sẽ như vậy mà thôi cho dù là họ bán một lần nữa chúng ta bây giờ ngay thời điểm làm video này chỉ biết là họ di chuyển một cái ví khác mà thôi nhưng mà chúng ta thì phản của thị trường thì đã có và hiện bây giờ đang mức là 68.200 đô các bạn đáng tiếc hôm nay đây chúng ta thấy giá đã lên hơn 70.000 đô nhưng mà bây giờ lại giảm cho xuống còn 68.000 đô nhưng mà chúng ta nhìn thấy là thị trường nhìn chung đó, thì vốn hóa nó cũng không có khác nhiều so với trước khi chúng ta bước vào cuối tuần các bạn hiện bây giờ thì dưới 2,7 nghìn tỷ một chút xuống hơn chừng là 1% so với ngày hôm qua tình hình chung của những altcoin đó thì cũng vẫn có một số màu xanh các bạn nhưng mà hầu như 50 50, 50 có một số những cây meme coin thì vẫn tăng trưởng như là Floki và Wiff và chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới cái phần trăm Bitcoin cho có lời là bao nhiêu thì hiện bây giờ đó chúng ta nhìn thấy được là phần trăm Bitcoin cho có lời đang nằm trong vùng màu đỏ một lần nữa tại vì hồi sáng nay giá đã lên tới cái mức là hơn 70.000 đô và cái lúc mà chỉ số này được ấn định ở trên class node đó thì ở mức là 69.385 nhưng mà bây giờ chúng ta đã trở về mức 68.000 thì thì nó sẽ rời khỏi cái vùng màu đỏ này ngày mai chúng ta mới biết được và thông nay chia sẻ đầu video. Hôm nay vẫn là ngày lễ ở Hoa Kỳ và từ thứ Sáu tới bây giờ đã là ngày lễ rất là lớn các bạn cho nên chúng ta cũng không có nhiều những cái tin tức liên quan đến thị trường tài chính nói chung đâu. Nhưng mà chúng ta cũng muốn dành thời gian để xem coi tuần này có những cái sự kiện nào lớn. Hiện bây giờ đã pre market đã mở cửa các bạn hợp đồng tương lai. Thì các bạn nhìn thấy được là chỉ số Nasdaq futures đã tăng 0.24%, chỉ số S&P futures thì tăng 0.14 và Dow Jones sẽ không thay đổi nhiều. Chúng ta có nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó thì vẫn như vậy các bạn vẫn dưới 80 đô la hiện bây giờ là 78 đô 89 cent cho một thùng dầu còn hợp đồng của vàng đó thì chúng ta thấy cũng như vậy mà thôi khoảng chừng là 2.353 đô cho một ounce vàng và chúng ta hãy nói tới những sự kiện lớn cho tuần này đi thì chúng ta cũng có một tuần khá là bận rộn các bạn tuy đây là một tuần ngắn hơn tại vì chúng ta bắt đầu từ ngày thứ ba tại vì thứ hai là lễ nhưng mà là một tuần mà cũng có rất nhiều những cái thông tin thứ nhất đó, là chúng ta thấy được là có rất nhiều những quan chức của fed sẽ phát biểu ngày thứ ba tại hoa kỳ nghĩa là ngày mai đó chúng ta sẽ có chủ tịch fed ở khu vực cleveland đó chính là loretta master và thống đốc fed michelle bowman sẽ phát biểu tại nhật bản kế đó chúng ta có chỉ số giá nhà sp k -Shuler. nói chung đây là chỉ số giá nhà 20 thành phố lớn ở hoa kỳ để xem coi giá nhà bây giờ đang tăng hay là giảm và khả năng là vẫn đang tiếp tục tăng các bạn cho dù lãi suất đang cực kỳ cao hiện bây giờ. Chủ tịch Fed khu vực Minneapolis ở chính là Neil Kaskari cũng sẽ phát biểu vào ngày mai. Thống đốc Fed Lisa Cook và chủ tịch Fed khu vực San Francisco là Mary Daly cũng sẽ phát biểu. Nói chung là một tuần mà có rất nhiều những cơ quan chức Fed phát biểu khi nào mà có tin tức gì lớn thì chia sẻ với các bạn nhưng mà thường nghĩ là phần lớn thì mọi người vẫn đang trông chờ thêm những cái thông tin liên quan tới giống như là chỉ số phần trăm lạm phát CPI trước khi mà có bất cứ quyết định gì ngày thứ tư đó thì chúng ta có chủ tịch Fed khu vực New York John Williams phát biểu và ngày thứ tư chúng ta có chủ tịch Fed khu vực Atlanta Raphael Boston phát biểu nhưng mà ngày thứ tư cũng có một cái gọi là Facebook của fed các bạn đây là một cái chuyển dòng kinh tế từ fed nói chung thì hàng năm chúng ta sẽ có những cái thống kê kinh tế từ fed và tuần này chúng ta sẽ nhìn xem coi là fed nghĩ gì về tương lai của nền kinh tế hoa kỳ đây là một trong những cái sự kiện hiếm hoi khi mà fed nói về tương lai nền kinh tế hoa kỳ ra sao tại vì fed là một cái đơn vị mà họ chỉ phản ứng với tin tức thị trường mà thôi họ không phải là một đơn vị chứng đoán các bạn nghĩa là khi nào mà chúng ta thấy lạm phát tăng thì họ mới bắt đầu nghĩ đến việc là đưa ra những cái chiến lược để mà đẩy lùi lạm phát khi mà nền kinh tế đã đi vào suy thoái rồi họ mới bắt đầu đưa ra những chiến lược để mà thúc đẩy nền kinh tế họ không phải là một đơn vị mà tính trước các bạn họ là một đơn vị phản ứng đó là điều mà chủ tịch John Powell đã trả lời rất nhiều lần và ngày thứ năm tại Hoa Kỳ đó chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan tới GDP các bạn thì như bạn sẽ nói là tổng sản lượng quốc nội của Hoa kỳ quý 1 đã có rồi Tại sao bây giờ lại có nữa Thì các bạn nên biết là mỗi một chu kỳ sẽ có 3 chỉ số GDP Chỉ số ban đầu, chỉ số chỉnh sửa lần đầu và lần 2 Thì cái chúng ta có đó cách đây khoảng chừng là hơn một tháng đó Chính là cái chỉ số ban đầu các bạn Và lúc đó, đó khiến cho nhiều người cũng khá là sốc Tại vì cái chỉ số GDP giảm xuống còn có 1,6 mà thôi Trong khi mà cái quý trước đó là 3,2 Và các bạn đã thấy được là cái ước tính lần này đã sửa đổi thì chỉ xuống còn có 1.2% mà thôi còn thấp hơn cái ước tính ban đầu nữa. Chúng ta sẽ xem coi là tại sao trong tuần này và chúng ta thì là chủ tịch Fed khu vực New York John Williams cũng sẽ phát biểu vào ngày thứ năm cùng với là chủ tịch Fed ở khu vực Dallas như là Texas Lloyd Logan cũng sẽ phát biểu và cuối tuần này chúng ta sẽ có một tin tức lớn đó chính là liên quan đến chỉ số phần trăm làm phát PCE ở Hoa Kỳ các bạn đầu tháng chúng ta có CPI cuối tháng chúng ta có PCE và Fed thì quan tâm đến PCE nhiều hơn và ước tính trong cái tháng này đó thì các bạn thấy được ước tính là 2.7% phần trăm giống như tháng trước là 2.7 và core PCE ước tính là 2.8 và tháng trước là 2.8. Chúng ta muốn thấy chỉ số phần trăm làm phát PCE như là ước tính hay là tốt hơn. Chúng ta sẽ biết cái thông tin này vào ngày thứ sáu của tuần này các bạn. Và chúng ta còn một vài thông tin khác nữa tôi muốn chia sẻ cũng khá là sôi động. Nói chung đó cuối tuần này chúng ta có nhiều tin tức tích cực. Chỉ là mới đây chúng ta có tin tức liên quan tới Malgox các bạn khiến cho bây giờ đã giá đã giảm xuống dưới 68.000 đô rồi. Nhưng mà tình hình nhìn chung đó thì vẫn rất là tích cực và để muốn chia sẻ một vài tin tức với các bạn hôm nay video nó sẽ ngắn hơn thường lệ một chút tại vì hôm nay cũng thứ nhất không có nhiều tin tức các bạn thứ hai nữa là thuận cũng lái xe nhiều tiếng rồi cho nên cũng muốn nghỉ ngơi sớm một chút thì chúng ta cũng có donald trump chia sẻ ở trên true social và ông nói là ông rất tích cực và cởi mở với các công ty cryptocurrency và ông tin đất nước hoa kỳ phải dẫn đầu trong lĩnh vực này các bạn thấy được là ông tiếp nhấn mạnh cái sự ủng hộ của ông đối với thị trường crypto này. Đây là một trong những cái điều mà chúng ta đang nói tới khá nhiều trong cả tuần qua rồi. Chúng ta cũng thấy được là vào ngày thứ bảy đó của cuối tuần này mới đây thì ông cũng đã có một lời phát biểu và ông đã xác nhận là nếu như mà ông trở thành tổng thống lần nữa ông sẽ giảm án cho Ross Ulbricht, nhà sáng lập của Silk Road trang web dùng bịch khôi năm xưa thì người này bây giờ đó đang bị án chung thân các bạn và nhiều người cho là cái án chung thân nó không hợp lý so với cái án mà đã gây ra bởi Ross Ulbricht các bạn nói chung đó thì đã tạo một trang web để bán hàng cấm nhưng mà dùng bịch khôi để mà giao dịch các bạn và thường đó những cái tội tương tự như vậy cũng không phải là án chung thân đâu bây giờ Ross Ulbricht cũng đã ở tù 11 năm rồi và không có ngày ra tù các bạn và nhiều người cho đó là lý do tại sao mà lúc đó Hoa Kỳ phạt nặng như vậy tại vì muốn cảnh báo mọi người là không cho phép dùng Bitcoin nhưng mà không thể ra được đường Cho nên mới thông qua tòa án đưa ra bản án nặng như vậy Và bây giờ đó, Trump nói nếu như mà ông trở thành tổng thống một lần nữa thì sẽ ân xá có thể là giảm án cho Ross Ulbricht để có ngày ra tù Và chúng ta cũng có một cập nhật đến từ George Soros các bạn thì uh chúng ta cũng đã biết là trong quý 1 những quỹ đầu tư họ sẽ cập nhật danh mục đầu tư của họ nếu như họ quản lý hơn 100 triệu đô la thì George Soros là một cái quỹ rất là lớn các bạn họ quản lý khoảng chừng là 6 tỷ đô la và trong cái quý 1 năm 2024 đó thì công ty của George Soros cái quỹ của ông đã sở hữu 193 khoản đầu tư cổ phiếu các bạn trong đó có 135 triệu đô la đầu tư vào cổ phiếu của Michael Strategy bởi điều này cũng không làm cho thùng bất ngờ đâu các bạn đã biết là những quý trước đó thì cái quỹ này cũng đã cập nhật thông tin là họ cũng đầu tư một phần vào trong những công ty đào Bitcoin như là Marathon thì bây giờ đó các bạn thấy được là tuy cho Soro chưa bao giờ lên tiếng nói là ông ủng hộ Bitcoin thật ra năm 2018 đó cho Soro nghĩ Bitcoin chỉ là một bong bóng tài chính mà thôi nhưng mà ông cũng rất ít nói về Bitcoin các bạn bây giờ các bạn thấy được là rất rõ ràng là quỹ của cho Soro cũng đầu tư một phần và MicroStrategy thì cũng như là gián tiếp đầu tư vào Bitcoin các bạn để thường xem coi chúng ta có tin tức gì mới hơn liên quan đến theo dụ của Mount sẽ không tại vì uh, lúc ra video này đã, thì giá vẫn tiếp tục xuống thêm các bạn hiện bây giờ ra thì uh, chúng ta vẫn tiếp tục thấy những thông tin là Mount di chuyển cái số lượng tiền vào cái quỹ khác mà thôi chứ không biết thêm tin tức gì hết các bạn thì nào mà có thêm tin tức thường sẽ chia sẻ với các bạn và chúng ta tiếp tục viên thông tin ở bậc à, trong video này đi các bạn cũng à, thấy được là Arkham Intel đó thì à, cũng đã đưa ra cái à, dữ liệu liên quan tới ví của Donald Trump thì hiện bây giờ đó Arkham Intel nói là Donald Trump hiện đang nắm giữ khoảng chừng 10 triệu đô la crypto và cái phần lớn đó chính là Trump coin các bạn. Ông lưu trữ khoảng chừng là hơn 7 triệu đô la Trump coin. Cái đó là Ethereum các bạn, các bạn có thể nhìn thấy được. Khi mà vào Arkham Intel đó thì chúng ta hãy chờ nó lối bên portfolio này. Các bạn nhận thử là Trump coin bây giờ mức là 12 đô. Donald Trump lưu trữ khoảng chừng là 7 triệu đô la Trump coin kế đó đó là ông có khoảng chừng 464 Ethereum thì đánh giá khoảng chừng là 1 triệu 700 ngàn Đây là hai đồng mà ông lưu trữ nhiều nhất các bạn Nói chung các bạn thấy được là tới năm 2024 này là Thì crypto bitcoin đã trở thành một cái đề tài chính trị rồi các bạn Đã một đề tài mà rất là nóng hiện bây giờ Và những người lập pháp, những người mà họ có tiếng tâm Thì họ đều phải ch lựa chọn một đồng ủng hộ hay là không ủng hộ Tại vì nó liên quan tới rất nhiều tiền nó liên quan đến cả một ngành công nghiệp nó liên quan đến thuế nó liên quan đến công an việc làm và nó liên quan đến tiền quyên góp chính trị các bạn cho nên đây là một đề tài mà ngày càng chiếm cái vị trí quan trọng hơn và không phải riêng hoa kỳ các bạn thấy được là chúng ta có một cái báo cáo chính thức từ quỹ ban chứng khoán quốc gia của argentina hay còn gọi tắt là cnv và các cơ quan quản lý từ argentina đã gặp gỡ các đối tác của họ ở el salvador các bạn để mà thảo luận về việc chấp thuận bitcoin và quản lý như thế nào ở nước El Salvador tại vì El Salvador là quốc gia nhỏ nhưng mà họ đã dẫn đầu trong cái phong trào chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp các bạn. Các quan chức của Argentina đã gặp ủy ban tài sản của được số quốc gia ở El Salvador. Các bạn thì bây giờ chúng ta có cả nguyên một ủy ban liên quan đến crypto ở quốc gia các bạn vào tuần trước để tìm hiểu cách chính phủ điều tiết Bitcoin như thế nào ở El Salvador. Đây cũng là một cái tin tức tích, tích cực các bạn. Các bạn đã biết là ở El Salvador đó thì chúng ta có một tổng thống rất là thân thiện với lại Bitcoin. Ở Argentina chúng ta cũng vừa có tổng thống mới đó chúng ta Javier Milei thì người này đã cũng có một cái tư tưởng ủng hộ thị trường tự do và ủng hộ Bitcoin các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là sau khi mà có Ethereum Spot ETF thì chúng ta cũng đã có một cuộc phỏng vấn ở trên cái podcast với lại Michael Saylor các bạn. Thì Michael Saylor là một cái Bitcoin Maxi và đó là một cái tư tưởng ngoài đồng Bitcoin ra tất cả là chứng khoán hoặc là lừa đảo thì bây giờ đã có Ethereum ETF trong khi mà cách đây không lâu các bạn đã nhớ là trong cái hội nghị Bitcoin cho doanh nghiệp ở công ty MicroStrategy đó thì Michael Saylor cũng đã lớn tiếng nói là ông nghĩ Ether, ETF sẽ không bao giờ được thông qua Và những cái đồng còn lại Cũng sẽ bị liệt vào chứng khoán luôn Bây giờ đó Mọi thứ đã thay đổi rồi các bạn Thì Michael Saylor đó, Trong cuộc phỏng vấn này Cũng đã có cái sự thay đổi Về cái tư tưởng Michael Saylor cũng đã thừa nhận Rằng là có những cái trường hợp Sử dụng khác nhau Cho những cái crypto khác nhau các bạn Và có một hệ sinh thái crypto Toàn diện ngoài Bitcoin Tuy nhiên, ông vẫn nghĩ Bitcoin sẽ dẫn đầu loại tài sản này trong thế giới đầu tư. Và thông cũng đồng ý với quan điểm này các bạn. Và đương nhiên đây là một cái sự thay đổi quan điểm lớn khi mà có Ether ETF được thông qua. Và Michael Saylor cũng có một lập luận cũng khá là thú vị. À, ông nói là khi mà chúng ta có thêm nhiều ETF khác cho hệ sinh thái crypto đó thì nó sẽ thu hút thêm nhiều người. Có thể là nhiều người họ không có muốn đầu tư riêng vào Bitcoin tại vì họ không có tin câu chuyện là Bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị. Nhưng mà họ muốn đầu tư vào một ngành công nghiệp mới thì khi mà chúng ta có những cái đồng crypto khác mà có ETF thì chúng ta sẽ có những cái như là chỉ số crypto, cũng giống như người ta đầu tư vào những cái chỉ số chứng khoán như chúng ta nói tới S&P 500 hay là chúng ta nói tới Dow Jones thì chúng ta cũng sẽ có những chỉ số liên quan đến crypto và người ta cũng sẽ đơn giản là muốn đa dạng hóa một phần vào thị trường này, họ sẽ mua cái chỉ số đó và trong đó đó thì đương nhiên cũng sẽ có Bitcoin và Bitcoin sẽ chiếm cái phần trăm lớn hơn tại vì nó là đồng có cái vốn hóa lớn hơn thì người ta cũng sẽ gián tiếp đi thu Bitcoin. Và những người đó có thể là những người mà họ sẽ không có tự đi mua Bitcoin hay là tự đi mua Bitcoin ETF Thì đây cũng là một điều tốt dài hạn cho Bitcoin Đó chính là cái lập luận đến từ Michael Saylor Và bây giờ Thuận sẽ cùng các bạn cùng nhau trung bình giá account demo Thì cái điều tốt khi mà giá cả xuống đó Thì chúng ta có thể mua được Bitcoin và Ether với giá tốt hơn các bạn và các bạn đã thấy là đây là một cái account demo thuần với các bạn đã cùng nhau tạo ra cách đây 2 năm Và mỗi một tuần nữa chúng ta cùng nhau chung bình giá 100 đô vào Bitcoin 100 đô vào Ether Và chúng ta không cần biết là xảy ra chuyện gì Không cần biết là giá tăng hay là giảm Không cần biết là trời nắng hay là trời mưa Chúng ta chỉ căn bản là trung bình giá 100 đô và Bitcoin 100 đô và Ether và hiện bây giờ đây chúng ta nhìn thấy được là cái account này đang có lãi tổng cộng là 128% và đương nhiên cái lãi này đó là cái lãi cho cả một cái account này luôn các bạn chứ không phải là riêng một lệnh hay là riêng một đồng nào đó và các bạn trung bình giá dài hạn đó cho dù chỉ 100 đô vào bình không 100 đô về Ether nhưng mà trong thời gian hơn 2 năm các bạn cũng có được con số không hề nhỏ đó chính là 50.000 đô các bạn. Tại vì khi các bạn trung bình giá thì càng dài hạn cái số tiền bạn trung bình giá càng nhiều và cái phần trăm lợi nhuận sẽ dựa trên tổng số tiền các bạn đầu tư cho nên con số nó nó sẽ trở thành rất là lớn. Cho dù phần trăm có thể là không nhiều nhưng mà thật ra trong vòng chỉ hơn 2 năm 128% là rất là nhiều các bạn. Nhưng mà lợi nhuận rất là lớn khi mà các bạn áp dụng phần trăm đó vào tổng số tiền các bạn đầu tư và các bạn thấy được là khi các bạn trung bình giá thì không cần phải đợi đến cái lúc giá trở về lúc các bạn mua ban đầu mới có lời các bạn đã nhớ là account này đã bắt đầu có lời từ lúc bitcoin chỉ có khoảng 20.000 đô vào tháng 3 của năm ngoái mà thôi và lời cho tới bây giờ chúng ta bây giờ hãy cùng nhau trung bình giá cao demo màu này cũng như là mỗi tuần hôm nay thì trễ hơn một ngày tại vì thông qua thật không có video các bạn thì hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng nhau trung bình giá 100 đô về bitcoin và 100 đô vào ethereum thì các bạn thấy được là với cái mức giá hiện tại được refresh lại là 67.815 thì chúng ta có thể mua được bao nhiêu Bitcoin? Chúng ta có thể mua được là 0.00147 Bitcoin các bạn. Tôi sẽ bấm Submit a Transaction. Thì đây chính là cái giao dịch của ngày hôm nay ngày 27 tháng 5 tại Hoa Kỳ và chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự với Ethereum để refresh lại chúng ta bây giờ đang ở mức là 3.842 thật ra chúng ta thấy được là Ether cũng đã giảm xuống một chút nhưng mà chúng ta vẫn ở mức rất là tốt các bạn Ether vẫn tiếp tục giữ được cái mức sau khi mà đã tăng trưởng trước khi có Ether ETF bây giờ vẫn giữ được mức là 3.800 là coi như rất tốt rồi các bạn chúng ta vẫn chưa thấy hiện tượng Seattle News thật sự xảy ra chúng ta có thể bấm vào a Transaction và ở mức 100 đô chúng ta có thể mua được 0.026 Ethereum và thông sẽ bấm Add Transaction và đây coi như chúng ta cũng đã trung bình giá xong cho tuần này tuần sau chúng ta lại trở lại để xem coi là tình hình tài khoản này ra sao các bạn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link của mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit, okx, xm, 4e, binance, Alinex và một số những dịch khác như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sao giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn